Ok, xin chào các bạn đã đến với khóa học online course của BitBaron. Thì ngày hôm nay khóa của chúng ta sẽ học về 7 bước sản xuất một bài nhạc hip hop. Và đây là cái khóa video course dành cho học viên level basic cơ bản. Và cái track nhạc của chúng ta ngày hôm nay thì đó là track nhạc Chiếc Bụng Đói. Mình sẽ remix cái track nhạc này. Thì mình thấy đây là một cái track nhạc khá là vui vẻ bắt tai, thì mình mong muốn là mình sẽ là có thể là làm ra một cái track mà nó vui vẻ cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì mình sẽ vào luôn cái bước đầu tiên của làm một track nhạc, đó là chúng ta sẽ viết cái phần hợp âm cho cái bài này. Thì đây, mời các bạn join cùng mình, và mình sẽ làm rất là chậm, mình sẽ làm từng bước nhá để phù hợp cho tất cả các bạn follow theo. Và đây sẽ là bước đầu tiên, chúng ta sẽ cùng vào viết cái hòa âm cho bài này. Mình ở đây mình tạo cái MIDI clip lên, thì cái vòng hợp âm của bài này mình sẽ để hiện ra để mọi người có thể follow nha. Thì cái hợp âm đầu tiên của cái vòng hòa thanh này đó là G major. Tiếp theo cũng vẫn là G major. Hợp âm thứ ba đó là F sharp Sorry các bạn, F sharp minor. Ok, nếu bạn nào chưa biết cách dựng một cái vòng hợp âm hay là build một cái hợp âm lên như thế nào thì các bạn có thể tham khảo qua cái course hack nhạc lý của BitBaron nha. Rồi, chúng ta đã có hợp âm thứ ba đó là F sharp minor. Hợp âm tiếp theo đó là B major. Đây có B này. Major đưa lên nha. Rồi ok. Cái này mình sẽ cho lên trên nữa. Rồi ok, thế là chúng ta đã được nửa vòng hợp âm rồi nha. Cái tiếp theo nữa này, đó là E minor. Ở đây mình sẽ giữ cái nốt root nó ở dưới là E nhá. Rồi, hợp âm tiếp theo đó là A Rồi, hợp âm tiếp theo đó là D major. Ở đây có D này. Rồi, và hợp âm cuối cùng cũng xem. Ở đây mình sẽ có D major 7. Rồi. Đây là D major và chúng ta sẽ có 7 ở đây nữa. Ok, được chưa? Chúng ta cùng nghe lại nhá. Ok, đó là chúng ta đã có một cái vòng hợp âm để chúng ta khởi đầu một bài hát, đúng không? Thì sau cái bài video này các bạn có thể làm ra một cái vòng hợp âm của các bạn, và các bạn có thể upload lên làm ra vòng hợp âm cho cái bài của các bạn. Thì ở cái bài vòng hợp âm Chiếc Bụng Đói này chúng ta sử dụng khá là nhiều hợp âm trường, thế cho nên là nghe cái màu và cái màu sắc của cái vòng hợp âm này nghe nó khá là vui tươi. Rồi. À, các bạn nhớ làm phần bài tập và phần hợp âm của các bạn ở dưới nha, để có thể upload lên và chúng tôi có thể trả lời và feedback lại cái phần hợp âm cho cái bài của các bạn. Hẹn các bạn ở các video lần sau.